Lúc trước má tôi ngồi cái ghế này, một tiếng chó sủa cũng có. Còn bây giờ chó mèo gì cũng lên đầu hết rồi. Đi. Ai gây sóng gió chắc là chú nhìn ra rồi chứ nhỉ. Chuyện này tôi giao cho chú xử lý. Kèo lại bảo mẹ ghẻ sửa con chồng. Thằng Thông này càng ngày nó càng sủa to anh. Hay đây em... Chị Dung sắp về rồi. Không thể để chị vừa ra thì thằng cháu chị lại bị anh Thiên xử lý. Không hay. Cứ để nó sủa thêm một thời gian đi. Chúng ta cần biết nó là con sủa chính hay chỉ hùa theo.